Chào mừng các bạn đã đến với thuật tin học. Thì hôm nay thuật tin học sẽ dẫn các bạn cách để mà đăng nhập hai tài khoản Zalo trên một cái điện thoại. Ở đây có nghĩa là mình sẽ tiến hành đăng nhập hai tài khoản Zalo trên cùng một cái điện thoại nha, trên một cái ứng dụng Zalo luôn. Rồi ở đây thì mình sẽ tiến hành, đầu tiên mình sẽ mở ứng dụng Zalo cho điện thoại lên. Thì ở đây mình thấy nè, mình đang đăng nhập một cái tài khoản Zalo đây. Đây mình đang đăng nhập một cái tài khoản Zalo. Đây là tài khoản Zalo chính của mình. Bây giờ mình sẽ tiến hành đăng nhập thêm một cái tài khoản Zalo phụ vào tài khoản trên cái Zalo này. Để chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản Zalo có thể sử dụng đồng thời, người mình sẽ làm như sau. Đầu tiên vô thì các bạn sẽ vào phần cá nhân ở góc phải nha. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào nút bên để chỉnh cho cái hình của mình, cái tên của mình. Rồi sau đó bên đây nó sẽ có một cái hình nè, bấm vào đây. Thì lúc này mình đang đăng nhập một cái tài khoản Zalo tên là Vĩnh Tân. Rồi bây giờ mình sẽ bấm thêm một tài khoản vô. Đây là tài khoản Zalo chính của mình nha. Bấm thêm tài khoản. Rồi tới đây nó sẽ cho phép các bạn thêm một cái số tài khoản khác, thêm một cái tài khoản Zalo khác. Nó sẽ nhập số điện thoại vô, rồi nhập mật khẩu Zalo ha. Tiến hành đăng nhập tài khoản Zalo mới nha. Rồi ok, rồi các bạn hãy lưu tài khoản Google của mình ha. Rồi tới đây nó sẽ yêu cầu các bạn phải xác thực tài khoản của bạn ha, xác thực tài khoản của bạn để đăng nhập trên Zalo thì các bạn chọn tiếp tục ha. Rồi ở đây thì các bạn phải xác thực tài khoản của mình bằng cách chọn đúng ba người ha, ba người trong cái danh sách bạn bè của các bạn ha, bạn phải nhớ danh sách bạn bè của các bạn mới đăng nhập được ha. Rồi giờ bạn chờ tiếp tục. Rồi ok, thì lúc này nó sẽ bấm là đã đăng nhập thành công rồi, đã đăng nhập thành công trên tài khoản Zalo của mình, chụp hoàn tất. Rồi thì ở đây thì bạn có thể sẽ bị mất hết tin nhắn do chưa solo nha. Thì ở đây các bạn phải tiến hành solo trên cái máy cũ của mình ha, thì các bạn mới không bị mất tin nhắn nha. Khi mình đăng nhập trên thiết bị mới này nó mới không bị mất tin nhắn của mình. Còn ở đây thì mình bỏ qua cái này. Này thì mình sẽ không có solo ha. Không solo. Rồi. Ok. Thế đây thì nó sẽ hiển thị ra cái tài khoản Zalo của mình nè. Đúng rồi, tài khoản Zalo này là Zalo này của mình nè, tự động nó sẽ nhận tin nhắn đó ha. Từ từ nó sẽ nhận các cái tin nhắn ha trong cái tài khoản Zalo này. Đây. Còn Zalo này của mình mới tạo gì đó, còn không có nhiều bạn bè nha. Zalo này của mình thì chỉ có một vài bạn bè thôi. Ok. Đó, thì mình đã đăng nhập tài khoản Zalo thứ hai vào những cái điện thoại của mình. Thì các bạn vào phần cá nhân là tiếp. Các bạn sẽ thấy nè, đây nè. Nó sẽ thấy cái tên Zalo mới nha, Trương Tân nè. Rồi ở đây thì các bạn sẽ muốn chuyển qua tài khoản Zalo cũ thì các bạn bấm vào biểu tượng nhỏ bên đây. Thì bạn thấy là ở đây thì mình đã đăng nhập hai tài khoản Zalo. Và tài khoản Zalo phía trên đang đăng nhập và tham gia ở dưới. Khi mà muốn chuyển qua lại thì các bạn chỉ cần bấm vào chữ đăng nhập ra màu xanh này thì tự động nó sẽ đăng nhập vào mà các bạn không cần phải nhập mật khẩu nha. Đó, bạn đã nhập thành công nè, hoàn tất. Thì nó sẽ quay lại cái tài khoản Zalo ban đầu của mình. Đó. Là tài khoản Zalo ban đầu của mình mà các bạn không cần phải đăng nhập mật khẩu lại. Zalo ban đầu của mình thì có rất là nhiều cái trò chuyện ở đây. Đó, thì các bạn phần cá nhân nha. Đây các bạn vào nhập tài Zalo kia thì các bạn chọn góc này. Đó. Chỉ cần đăng nhập thôi. Thì ở trong một cái ứng dụng Zalo thế này thì nó sẽ cho phép các bạn đăng nhập tối đa là 3 tài khoản Zalo cùng một lúc nha. Các bạn có thể thêm tài khoản nữa nếu muốn nha. Rồi các bạn sẽ có thể thêm một cái tài khoản Zalo nữa ha, nếu muốn để đăng nhập cái tài khoản Zalo thứ ba vào ha. Ở đây mình chỉ đăng nhập 2 tài khoản Zalo thôi. Với cách này thì chúng ta chỉ có thể chuyển đổi qua lại giữa các tài khoản Zalo nha. Khi muốn sử dụng tài khoản Zalo nào thì các bạn chỉ cần bấm vào được cái tài khoản Zalo đó để đăng nhập ha, là có thể sử dụng được ha, mà không cần phải nhập mật khẩu để đăng nhập. Khi nào cần gỡ bỏ tài khoản Zalo phụ á thì các bạn chỉ cần bấm vô cái tài khoản đó ha, rồi chọn gỡ bỏ. Đó. Là cái đây các bạn có thể sợ việc tiến hành gỡ bỏ ha, hoặc là tiến hành đăng nhập vào nếu muốn. Còn đối với tài khoản Zalo chính mình á thì mình có thể bấm để chọn đăng xuất thôi. À, vậy là xuất ra. Các bạn lưu ý là khi các bạn đăng nhập như thế thì cái máy cũ của các bạn sẽ bị đăng xuất Zalo ra nha. Cái máy cũ chứa cái Zalo này nè sẽ bị đăng xuất Zalo ra. Và nó sẽ được nhập trên máy mới là cái loại thiết bị này. Các bạn lưu ý chứ nó không có đăng nhập hai cái một tài khoản Zalo trên hai điện thoại cùng một lúc được nha các bạn, tức là trên cái thiết bị cũ mình nó sẽ bị đăng xuất ra khỏi cái Zalo này nha. Đến đây thì mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy video hay và hữu ích hãy nhấn đăng ký kênh Thuật Kinh Học để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Thuật Kinh Học. Gặp lại các bạn trong lần sau.